chú anh chị, hôm nay cửa hàng xe máy Trọng Tình xin gửi đến cô chú anh chị một chiếc Liberty 150 nha, hệ thống phun xăng điện tử đời 2012 của Biago sản xuất nha cả nhà mình. Biển số 70F11 14763. Đây, xe còn rất là cứng cáp ha, xe đẹp. Bô nè, bô chưa có sơn nha, bô còn zin luôn, chưa có sơn nha, chưa có sơn sửa. Máy con này để lát tình là test máy ha, máy chạy rất là giọt nhưng mà có hơi kêu xè xin cam. Tại vì cái máy nó máy lớn á, máy 150 cho nên là nó xè xin cam một xíu. Cái này mình về mình có thể mình làm lại ha. Tại ở đây trong kho mình đẩy ra cho nên mình cũng không có dọn lại. Đây phun xăng điện tử. Máy rất là êm, chạy giọt ha. Đó, máy xè xin cam nha. Nói chung máy lớn 150 cho nên nó hơi kêu. Con xe còn rất là bóng. À, con này bây giờ bên Tình bán với giá 10 triệu 800 ngàn nha cả nhà mình. Mình bán 10 triệu 8 ha. Đèn còi xin an đầy đủ. Rồi, còn đầy đủ ha cả nhà mình ha. Rồi, cô bác anh chị mua thì liên hệ cho Tình theo số điện thoại là 091 3456970 nha. Bên Tình thì có hỗ trợ ship xe toàn quốc. Xe thì con xe này về là mình không phải dọn cái dàn ngoài ha, dàn ngoài còn rất là bóng. Thì chỉ có cái máy nó hơi kêu xíu thì mình có thể mình làm lại ha. Rồi giá 10 triệu 800 ngàn. Địa chỉ của Tình là 091. Địa chỉ là số 9 đường Nguyễn Thị Nui, xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn nha cả nhà. Nếu mà cô bác anh chị ở gần thì đặt Grab đi thì đặt điểm là Ủy ban xã Tân Thới Nhì nha. Đối diện Ủy ban xã Tân Thới Nhì là nhà, cách nhà mình 50m. Bộ zin, cả nền zin ha. Đó. Bình cái này là phun xăng FI không, cho nên không có bình xăng con. Audio chạy 34.000 cây. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video ha. Xin chào.